lời Chúa thứ ba tuần 27 thường niên, lễ Đức Mẹ Mân Côi, Luca chương 1 câu 26 tới câu 38. Lời Chúa: Này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai, Luca chương 1 câu 31. Câu chuyện minh họa làm chủ toàn địa Trung Hải, đoàn minh thuyền rất hùng mạnh của người Hồi giáo đe dọa sẽ chiếm những quốc gia Âu Châu theo Kitô giáo, nhất là các nước Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo. Ngày 17 tháng 9 năm 1751, Đức Giáo Hoàng Vô Năm truyền cho toàn thể người Công giáo thấy lần hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ phù hộ che chở cho khỏi bị tiêu diệt bởi người Hồi giáo tại vịnh Lepante, Hy Lạp. Các binh sĩ Công giáo gồm 65.000 người sau khi xin tội chịu lễ lần hạt Mân Côi để cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi khai mạc cuộc chiến trên biển Địa Trung Hải với quân Hồi giáo. Cuộc chiến xảy ra rất ác liệt, cho đến quá trưa thì quân Hồi bại trận. Toàn thể binh sĩ Công giáo của nhiều nước tham chiến lúc bấy giờ đều đồng thanh công nhận không phải tướng tài, binh giỏi hay vũ khí làm cho họ thắng trận, nhưng chính nhờ nữ dương Đức Thánh Mân Côi qua việc lần hạt Mân Côi theo lệnh truyền của Đức Giáo Hoàng Pio V. Để tạ ơn Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Maria, Đức Pio V thiết lập lễ Đức Mẹ Chiến Thắng vào chính ngày 7 tháng 10. Sau này lễ Đức Mẹ Chiến Thắng đổi thành lễ Đức Mẹ Mân Côi. Suy niệm: Kinh Mân Côi bao gồm các kinh chính, kinh lễ trai do chính Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ qua các cầu nguyện. Kinh kính mừng là lời sứ thần Gabriel chào Đức Mẹ, trinh nữ đầy ơn phúc vì Đức Chúa ở cùng trinh nữ, Luca chương 1 câu 28. Và cùng với Đức Maria, chúng ta suy ngẫm về các mầu nhiệm của cuộc đời đến cứu thế qua năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, để suy ngẫm và cùng sống với Đức Mẹ Maria những mầu nhiệm cuộc đời đến cứu thế. Lạy Chúa, xin giúp chúng con siêng năng lần hạt Mân Côi, đặc biệt trong tháng Mân Côi này, để chúng con cùng với Đức Mẹ sống mầu nhiệm tử nạn cho cuộc sinh của Chúa. Amen.